8 giờ ngủ hết trơn. Đi sao đi chờ. Ok. Sao không ngủ? Vô đi. Ngồi đợi đi chơi mà. Sao ngồi đợi đặng dắt đi chơi đó. Như những đứa trẻ. Sáng sớm 5 giờ điện anh Hải đi chơi. Đợi đi chơi. Đi đâu? Đi đi một tiếp. Đi đi. Không đâu rồi, đi thôi. Đi. Đây là những thanh niên ngồi đợi dắt đi chơi nha các bạn. Hello các bạn nha. Hello. Hi. Hello. Béo này. Ai biết? Sốn à. Tại đây càng ngủ đi đi trước chờ. Đi đi, đi anh chờ thấy yếu đợi không? Các bạn trả lời cho mình biết cái sốn là gì mà. Lấy hơn ta. Mát bực tí. Vậy bị gì? Sao không thở dây ra trời. Sáng rồi. Chọt vô. Trời ơi. 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 Sao hai chiếc ngưỡng chơi rồi sao mày? Hai chiếc ngưỡng cho mày. Tính tính dành trước tôi béo hả? Mang mang gì mới đặt. Dành là tôi béo vậy nha. Không được. Không được. Chẳng thà qua chẹo. Chẳng thà bị khác. Thế là gì? Thế là chỉ bạn cùng vàng đó bạn. Đây nè. Để có nhanh chỉ bạn cùng vàng. Vậy gì phải không? Thế nào mình cùng vậy nào? Lại tự là thiếu rồi, nói xe tôi. Được gì đó, trong cuộc gì nè. Bắn lên. Bắn cây. Cuối cùng là gì là 3 xe đủ, mẹ em mấy đứa? 3 xe 6 đứa. Đủ rồi. 3 xe 8 mạng. Rồi 3 xe 8 cũng được. Không ngờ cũng được nữa. Cơ. Dạ. Nổ đi không dừng cuộc cái này chứ gì hết trơn. Mở tài luôn. Cái nữa anh. Không, 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 không. Bé dài kìa. Sửa nó dài kìa. Sửa xong rồi. Yeah. Yeah. Sửa nó dài. Sửa nó dài. Xe động của em. Sửa nó. Đá gà bị gượt chảy. Sửa nó được quả gì. Không đá gà bị gượt chảy. Không đá gà bị gượt chảy. Cái gì cười với anh? Mơ đẹp. Mơ đẹp. Ôi, hai chị đẹp. Trời, ông hái đẹp trai chứ mọi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Thời gian mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tao biết rồi. Thế hả mày? Thôi. Thôi. Thôi mọi người gắp. Dạ. Thôi không gắp mới được. Ở bên chắc tôi bật cơ. Như đây em mãi bên tôi mà mãi bên tôi mà mãi khác xa. Rồi đây nào, quay bên kia hết đi. 1, 2, 3. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Ngày dần mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Yêu sương khi em nói yêu tôi, anh rất ngây thơ. Em chỉ mong sao ta nằm mãi bên nhau. Em và tôi luôn hát yêu em thao thức bao đêm mà giờ đắp tương lai. Chưa gấp chưa? Vậy hả? Hay quá bạn, vỗ tay cho mấy anh mình nghe không? Cái đó đi, cái đó đi. Lại thấy hay à? Lại lại nữa rồi kìa. Lại xịp lại. Gì nữa rồi? Lại nữa nè. Nè. 1, 2, 3. Khoan, khoan. Mày nhảy rồi nó tròn tròn cái đứa mặt vô mắt đó. 1, 2, 3. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Ngày dần mưa rơi nhẹ rơi. Lại nữa ngất chữ. Thôi. Nè. 1, 2, 3. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Ngày dần mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Mà lách tương lai lại gì mà. Thôi nghỉ đi, chạy đi rồi. Trời trời, hết hồn nhau nãy. Cậu nội. Nó đi rước thằng Nghĩa bỏ xe. Let go. Đi. Xách ba lô mà đi.
thật xa, để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai tay phút lần ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao nếu chân ta bước xích ba lô mà đi. Nhìn thật xa để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai tay phút lần ta bước qua rõ cuộc đời này. Chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao nếu chân ta bước xa trên con đường. Tay bên hoài luôn. Trai đẹp không bạn ơi? Dễ dãnh miếng xăng. À không ra lấy xăng rồi đâu. Đi. Có thay vô lại đi, ông thay vô ông thay. Gì vậy, gì vậy? Bây giờ đi đâu vậy? Đủ bên đâu vậy? Hỏi nó nè. Cho ly uống mù. Cho em ly vô tầm. Bữa nay tôi phải quánh này quá nè. Sao vậy? Con người mình đi uống chạy. Quánh cái ly này vô đầu mình đi về. Chó làm cái ghê. Quánh gì? Con gái lúc con làm cái ghê. Lúc cái thẻ giờ nó vậy luôn. Bị khủng á. Rồi dắt tôi đi đâu vậy? Ngủ đi chơi, ngủ đâu 6 giờ xong nói. Lâu rồi mình cũng không có đi núi. Vậy là lại lắc lấy núi đúng không? Ừ. Ok. Trải nghiệm đi Vinh Không anh. Đi đâu? Không. Nghĩa là mày bay đúng không? Bay. Bay với bay mà đứng trên cái nó không á. Dạ, phải làm gì dẫn hơn nữa. Đừng có giỡn, hãy đánh đó. Quánh chuyện này đi. Để quánh nhẹ nhẹ đi. Quánh nhẹ nhẹ đi. Ông này quánh quả quánh lợi chứ. Đá mình đè cái đầu, mình đè cái đầu của mình nghĩ thế là uống mi rồi. Thôi được rồi. Uống mi. Thôi uống mi rồi. Cái đó là nó quéo là khỏi. À không uống phải đánh đó. Phải đánh. Chụp mi luôn rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ai đẩy? Hết trơn. Cái này lộn cũng lộn các bạn. Ủa trời, bữa đây hai lông đó hả? Uống nhiều nghe không phải đánh đó. Ok. Chị cứ tới luôn tốt cái sưng thôi. Đi lưu đích. Mày la nó coi sưng nó rồi. Tao kêu mày uống nước cho mày uống không? Uống không? Mày uống đánh vậy? Không. Cái này mày dài đi là mày biết. Mày uống bánh mày đó. Lâm ơi. Lâm. Trời ơi, nó quắc luôn rồi trời. Lúc tới không hai cha kia hà hiện hả miệng hả thở với nhau nó gọi kêu ôi ôi ôi. Đang ăn chơi. Cơm đang cái lẩu. Đang uống xì tiên đó. Trời ơi. Đâu? Có không? Thôi không có đâu nội ơi. Nó ở trên kìa, nó ở trên kìa. Chạy nè. Chạy nè. Dạ nó rơi xuống trời. Thằng nắm bên. Ôi thì cái bản nó nhọn kìa. Ông vợ chơi mặt luôn. Đau. Tại
Thôi đợi ông anh đó. Cho lại mép. Cảm ơn nha. Ngồi vậy cũng chắc mà có mà ông tâm nữa. Cái đó cái gì có ông tâm. Chỗ mà ông tâm. Mà anh nha. Ông anh thích ra ngoài cho ông anh cũng thích vô để ngồi anh cảm ơn rồi cho mọi người nha. Thơm thơm cực dữ lớn. Hãy đánh đó. Lần ra ta. Thằng lấy sức đi chơi mà biết dẫn người đâu nữa, nó coi lát dẫn người đâu. Trời ơi. Tới công chuyện cái hồi đầu. Nói cái món heo là hải quánh nè. Tao nói nấu món heo là hải quánh. Quánh tao quà cà, quánh tao quà cà. Quánh tui quầy kìa. Tao vợ tao quánh lợi được không? Sao lên, chọn lên. Hải đánh đồng hải quánh. Con tui quánh á. Dính quánh. Bên đây mực nè, bên đây chả cá nè, bên đây tôm nè, bên đây là bắp cải này là mỹ sư nè. Yeah. Nè. Không bắn là không bắn gì nè. Đi đi. Cháu chơi đó. Trời nó thấy gần không? Chơi với đồng gì kia đó. Quăng léo à. Để anh chỉ em nè, không bắn là không bắn gì nè. Đâu đâu nó không bắn à? Không rồi. Bắn. Rồi lần trước đi em cảnh. Mời tất cả anh chú anh chị ăn với anh tụi mình. Mời các bạn nha. Đó là em sống ăn trước đi em cảnh. Mời bạn nha, mọi người nha, mời anh chị bạn rồi ăn nha. Mời các bạn nha, mời cô chú nha. Cái gì mình ở gần đó mình áp lực nha các bạn. Rồi sao xe vú mình hoài đi xe cũng hốt vú mình hoài. Mời cả nhà yêu nghe, cảm ơn anh Hải nha. Thôi tao lại giùm cái. Hãy đánh đó. Hãy đánh đó. Hãy quýnh đó. Mời bạn có bút kỳ nha. Anh em ăn bún không anh em? Không. 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 Ừ, ớt à, ớt à. Chồng á. Không cha. Nói mà cũng nói đó. Ăn hai ba cá là gì? Không có người yêu ăn gì em? Không có người yêu á, em ăn gạch cua đây, đỡ đi. Thôi, nghe thanh cuông. Tao có ông anh xứng đáng đồng tiền luôn. Công nhận ăn xong ăn luôn Minh luôn rồi. Mình đi nữa giờ, Rồi mày ngay đầu Minh luôn, không dẫn chơi Minh. Mình luôn à. Đem bình nước theo rồi, chút xíu khỏi sợ tắt nước. Tính tiền thôi, tính tiền thôi. Để anh em ơi, tôi thử đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Biết đâu? Đâu? Dẫn đi đâu mình đi đó. Đi đó đi. Đi đâu? Đi đâu kìa. Anh đường dẫn đi. Đây này là ngay cái đất nè. Trời ơi, ngủ rồi mới dẫn. Đây là dẫn đây nè. Đi thôi. Đi luôn nha chị. Tụi bay dẫn tôi đi cáp treo hả? Đi cáp trôi. Ô các bạn, hôm nay tôi mấy đứa trong đây em dẫn tụi mình đi đi cáp treo. Hôm nay thì sẽ đi dẫn các bạn đi coi cáp treo như thế nào. Thú thật thì hôm nay đây là lần đầu tiên mình đi cáp treo. Thì ở quê thật sự ở quê thì ở quê nhưng mà ở đây có cáp treo nhưng mình không bao giờ đi. Đây là lần đầu tiên mình đi. Thấy mình lúa chưa? Chán rồi, chuyến này phiếu ăn nữa rồi. Thấy nhé. Thấy nhé. 300 không trăm năm mươi triệu không trăm bảy giá 300.
Tôi có vé mà người đâu hết. Lỏng à. Sơn mặc đồ đẹp lắm bạn, nhìn là quần như là cái lỏng cái gì? Đủ bát. Rồi anh em ơi. Đủ vé rồi. Đủ không? Nhẹ nhẹ nhẹ. Lại đi, bịch tay hai thằng hai bên đi gì nè, tự chết chết. Còn lâu. Những thành khách ngày tán em. Tại. Ngán em. Thôi hẳn không sao ta chụp cho. Quá đẹp các bạn ơi. Ông anh nó chơi đi gấp treo mà. Ông anh nó chơi gấp treo kìa. Nhà gà lắm á, đi cá treo chứ không có gì á. Nhà gà cáp treo. Đẹp lắm bạn ơi. Nhà gà. Sơn, đẹp không? Cô đó xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Ủa này tao phải có xe thằng Đức ta. Ủa cái bông đẹp chứ ta. Ờ dù thiên lý bắt ta phải xa nhau, mạnh mẽ nói em chẳng sao đâu. Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Quá đẹp, này giống như kia là lạc vậy. Cậu trời chứ té. Siêu lùng mà tao nghe cũng em. Khổ đi là chỉ rồi. Mày thấy chữ nó chữ gì chưa? Quát nhau. Đối tạp. Quán nôi. Vô. Bên đây mà tôi trước là hãy đánh á. Ông còn mày nó cố gắng sợ em mày thấy sao nó nhỏ ra lại gần thêm mà chở trời. Xem nó đi không vậy, bẻ tay cái béo rồi 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 chết cơ kìa, tao quay lại đây luôn chết cơ gì nữa mà nhẹ nè mày. Đưa bé đi xuống kìa. Dẫn tài biển rồi, dẫn tài biển rồi Sơn. Chạy mất đi rồi, cổ lớn hả? Sơn đang cắm rồi lên nè. Ủa đâu trận? Cổ lớn rồi. Đi cầu thang rồi, chứ đâu đi đó. Đi cầu thang nè. Cái đó chỗ cháy. Đi đi cấp treo mọi người. Rồi cấp treo cho nó luôn. Đâu dính đâu vậy? Có cái gì đi. Vô từ 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 từ. Chưa. Từ từ. Ai biết đâu. Đau bụng quá. Đấy. Cái này cho chưa đến hết. Có hết cái gì không? Em. Điện thoại. Trời ơi trời ơi. Chưa tút rồi. Cảm ơn anh. Áo chàng rồi. Quá rồi. Quá rồi. Đây đây là lần đầu tiên mình được đi cáp treo núi Sam nha các bạn. Đây là lần đầu tiên luôn mọi người. Ai cũng là cậu nhưng mà. Cảm giác của bạn như thế nào? Vui, bất ngờ, hồi hộp. Rồi, đây là lần đầu tiên. Tôi cũng lần đầu tiên tôi đi đó các bạn, sướng ghê luôn các bạn. Lần đầu tiên đúng không? Đi chưa? Đi lần thứ hai rồi. Rồi mày cài mày đi với mày. Đi lần đầu cảm thấy hồi hộp. Rồi Sơn. Em lần đầu. Sao? Cảm giác nó cũng hơi vui sao? Vui. Vui không? Thấy biết nó luôn à. Giờ tốc độ rồi. Đâu luôn á. Thôi chưa? Để bạn thấy lần đầu tiên mình thấy được núi Sam và toàn bộ dưới luôn nha các bạn. Khi đó mình đi băng bún mình cũng được lên đây. Đúng rồi, đây băng bún cũng được lên đây. Ê. An Giang là mảnh đất của hữu tình. Nói về độ chắc thì chưa đâu đủ trình. Nếu mày thích tao đưa mày đi, cảnh đẹp thì bao la. Dừng trà sư thì không phải hỏi, nói thiệt nó bao xa. Nếu mày muốn được lên thiên đường và để tôi đưa lên Tà Bạ, ở nơi đây không cần hoa sĩ thì nó cũng đẹp như trong tranh. Mấy em gái xuống trước mặt hỏi thôi, nói thiệt nó long lanh. Thác Sơn quyền bí, ai ai mà không biết. Một lần bước đến đất An Giang, ai về mà không tiếc. Ngon quá.
không? Ừ, quên mình sợ độ cao các bạn ơi. Cháu rồi, em chơi gì vậy? Quá đời các bạn ơi, đây nè. Lần đầu tiên mình đi đảo quá các bạn ơi. Quá xuất tiên. Hai ông anh này sao không căng thẳng. Hai bắt đầu hai nội. Ông nội này ông khùng tớ. Sao mày nhìn xuống đây chơi vậy ta? Thôi. Thôi. Cái mạng của mày á. Rồi. Vừa rồi bỏ mấy nhà đó. Bỏ mấy này đi. Đi ra nữa bỏ tí nhà nữa đi đâu. Các bạn ơi, tưởng thật người ta chết tạc xong rồi các bạn. Cái gì tôi làm gì chứ? Tại tổng cái nội nội khùng. Ê sao mà xe máy múc sao mà lên được cái đó thầy giải không? Cắp treo. Cắp treo nội múc. Trang này còn đẹp dữ nữa. Có đèn nóng không? Nóng không? Hát này ông nội ơi. Đạo ơi các bạn ơi. Ôi Phượng đẹp không? Phượng à. Đó Phượng đó, Phượng khùng á. Phượng giờ đang đi ghe. Phượng vợ có nghĩa có vợ. Không anh em được không? Em là gì đó hả? Em này mà thấy đã quá. Đã này con. Đau bụng quá. Ờ nhìn nó đẹp biết ghê luôn kìa. Rồi cảm giác sợ lăn lăn sao ta? Ờ mình đang ở trên mây. Đang trên mây lăn lăn đúng rồi. Ông nội ơi. Nói khùng. Khùng. Ơi kìa, đây là cái gì bị điếc vậy ta? Đúng không? Bị ù tai á. Lên cao, mình lên cao. Nó có cái áp lực á, áp lực về hai lỗ tai á. Nhẹ cao lắm mà chứ bộ. Ê, nên chẳng có gì ta. Ừ, quên xin nè. Hồi đó đi núi Sam tầng lợi bộ lên không à. Leo lên không à. Giờ có cáp treo rồi khỏe. Đi vậy có đã. Hồi nãy mày nói có áp gì? Áp treo. Áp lực á. Có áp lực có cân cộng. Có áp lực có cân cương. Trời ơi. Ủa trời, gió cao vậy? Có gió nè. Có. Gió lớn. Đứng trên đây nè. Mắt tự luôn nè. Gió nó hồi nó lộng vô luôn á. Vậy vậy rồi sao người ta cắt nhà ở đây được ta? Hả? Mày đuôi cái gì? Hả? Thì nó dẫn dễ lên từ từ. Tại vậy chứ, ta chọi cây lên á. Ở bên kia còn đường xe chạy xe lên nữa mà. Có đường đi xe lên mà. Wow, nhìn ông mặt bự không? Vâng, ông mặt cái gì? Ông mặt là gì? Cái này mà kiểu này mà ai xây nhà tầng đây phải không? Nhập liệu xây dựng để đây là chở anh mặt luôn. Những cái ông mặt. Ơi, cái đó nhà nhà mình đáp đúng không? Ờ, chỗ đó mình đáp á. Đó mình ghé đó. Đó cái hai lỗ tai bị ù luôn. Đúng rồi, nó có sao bị ù á. Này mày đi tối trời. Để sao nghe nghe nó không cảm nhận không? Tại điếc từ dưới đất rồi, dưới đất rồi, nó sợ lên đây. Rồi em đi cũng nghe đây. Rồi. Để điếc nghe sao nghe ta. Bị ù. Cảm giác là tụi mình lên đây là nó sẽ bị ù tai á mọi người. Tại vì lên cao nữa mà. Cái này cái sung nè. Ô nhìn nhìn nguyên cái đường đi Tịnh Biên luôn kìa. Ca đẹp quá không? Đi chi to. Trời ơi. Cái nhà nó gọi là bảy núi đó. Cái nhà đường ngang. Ca. Thôi ta có chủ rồi. Ta có chủ rồi. Không, đó bà chị. Đó mẹ con đó. Mẹ con ta chơi. Ông cảnh giờ. Đi răng mà chơi. Cô chết. Mà tao đánh bài xong tới chót nó tới chết. Khá đầu nè, thấy không? Nó mở lại liền, mở lỗ tai mình nè. Mình gần mình đắp. Gần mấy cây. Khoảng không đó bị hù. Ê, sau này mình sẽ đều đi chơi trên này xong lát mình có vé đi xuống đó nghe nè. Mất vé là mình lội bộ xuống. Giữ mà phải không? Anh giữ vé đây nè. Ừ, anh mất vé thì đi bộ luôn. Đó là sao là. Vậy là mấy bạn không có vé rồi. Mà sao mấy bạn mấy bạn không có vé rồi. Tại vì xuống đây có vé. Phải cục này nè mấy bạn. Quá nữa, bắn con nữa đi. Nó tự mở luôn thấy à? Tự mở cái cần lắm cái. Đù. Cả anh em ơi. Wow. Ghê trời. Hãy chà. Biết âm là nói nha. Dạ.
đây anh em ơi. Ê, chị này chết in là hết sảy rồi con. Dạ, dạ. Ví dụ không kìa. Bốn đây nè, đưa đây. Đưa cho vô sao mà. Trời ơi, trời ơi, đưa vô đánh vợ. Một lỗ như là. Khỏi nè, lên trên kia chơi. Đi lên à. Nhìn em cảnh như đi dù vậy. Dù nhanh. Chích dù đi, nào tới nắng sao bung dù. Chích nắng gì trong rồi, chích nắng gì. Chích nắng gì. Giờ hai thằng cầm vũ sọn theo ạch ạch. Hello. Khi mà các bạn lên vô đây phòng một giá là nãy nhiêu ta? Một giá 150 nha mọi người. Tôi béo 300. Tôi béo 400. Bậy rồi đó, có 150 rồi nha. Nhưng mà các bạn đi lên đi xuống phải giữ vé lại nha. Trời ơi, mới làm. Wow, đẹp dữ trời. Con này chơi bé nhỏ rồi. Các bạn đợi xíu nha, mình sẽ chụp hình cho tem nha mọi người. Mấy thanh niên bánh chơi trò chơi cho đã mệt qua mà. Rồi đâu? Ủa nè, cái menu đây nè. Cho nước mè. Ủa mấy không? Nè, menu nè, menu nè, menu nè. Menu. Tất cả mọi người nha, mời bạn uống trà đào với mình. Ok, bạn đợi tranh thủ theo mình đi chụp hình, mình sẽ quay một hai cảnh đây cho các bạn xem ha. Đó là cái toàn cảnh của núi Sam á mọi người. Cái đường đó là cái đường mình đi vô đó. Còn cái đường này mình đi ra nè. Cách treo nãy mình đi đường đó lên đây. Đừng chụp nữa đó. Phan tắm luôn nè. À, đẹp chưa chưa. Chụp cho anh cảnh đẹp chứ anh chụp không được vậy chứ. Đúng hả? Ừ, còn anh này coi được không anh? Hả? Cái đó coi được không? Để thẻ đi. Có cá ngừng lỗ. Có đâu mình. Mua quần ở trên shop của anh cảnh. Bây giờ mình đưa một thẻ thôi, cái mình coi cá ngừng lỗ. Anh tính tiền nước luôn đi. Coi nhiều thôi trả sao. Trời ơi, ăn cho bát đi trời. 4 6 7 đủ rồi. Thầy cũng hai người coi luôn kìa. Thì hai máy mà. Nãy giờ là coi. Dạ. À dạ. Thấy chưa các bạn? Thấy gì không? Thấy gì chưa? Em thấy rồi. Thấy gì chưa? Em thấy rồi, bà kia bà gửi đích cho con mà. Gì trời, thằng là trời. Ừ, tại con vậy sao mà gửi đích chứ? Sao định vậy chỗ kỳ trời? Nhặt đi, chỉnh được đó anh. Ê sao tao không thấy chưa mày ơi? Sao thấy chưa trời? Thì tao léo luôn rồi. Coi lại cái nữa, coi lại cái nữa rồi. Lé. Coi cái nữa có ai quen không? Một chó tí đấy mặt. Thấy gì đâu? Để thấy rồi nè mày ơi. Biển số 67H3M1 vượt đèn đỏ nè. Rồi cái thằng áo quần đen đi ngang rồi nó không có chịu nhìn trước từ sau. Rồi thấy ở trên cái bồn cầu cái lọc cái bồn 457 cái thùng nước trên nước nhà. Thẻ là nói gì? Đâu mình cho mấy bạn coi thử là được không? Thấy rồi, sáng không thấy được gì chứ các bạn. Thôi lấy tí nè. Lấy tí rồi, thấy hai mình cũng vậy. Lấy được gì cho mình? Thấy được rồi, thấy được rồi. Thì bắt cái đèn tắm kìa. Lấy tay chè. Thấy được gì không? Đúng không? Cái gì màu cam lẹ vậy? Ê. Thấy được màu cam lẹ kìa. Tàn tí á, tàn tí á, tàn tí. Thấy được con, ê, thấy được. Trời cái tướng đứng à. Thấy được chín gầm nè. Chín gầm là gì? Thử coi, đưa mắt thử coi chín gầm. Đi, đi em. Đâu? Không thấy được gì trên trời tối hù vậy. Ấy sao? Đâu chín gọn nằm đâu à? Nhân chỗ chùa Bình Đạo á. À, thấy được cái bằng lăng lên kìa. Thấy chưa? Ôi trời, thấy được cái nhà thờ của người dân tộc
sao nó bị lem lem cái gì ta? Đâu em thử rồi đó vậy chưa nhìn. Chị gì có mở gì ăn trước ra không? Dạ. Mà. À, sao cay không vậy? Cay không cay? Khùng khùng. Cái hướng từ hướng này rồi đưa qua hướng đó. Cái này là đâu? Đây là anh coi cái gì quý đậu cách 520 hải lý mà gặp từng rồng. Hải lý còn này lý hải mà. Mình hết thời gian rồi. Này, đó nào. Vậy có hết thời gian nữa hả? 2 phút à. Đuôi rồi nè. Đây nè. Thấy chính gọng không? Đây nè, vô đây. Đừng đụng, đừng đụng, đừng đụng. Thấy không? Đâu chính gọng đâu. Ừ, đấy mà. À, cái cục tròn 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 nó vừa đậu. Hết luôn rồi, ông nậu hết bên này. Để vô. Nhìn thấy đây nè, đây nè. Không. Mày không? Mày coi rồi, đi ra khác cầm tới tao vô coi. Vô coi đi, anh khỏe vào bụng. À, thấy không? Tới vừa đậu hả? Cái đâu? Đâu kia lắm. Để kiếm từng này cá bây xa. Thì đợi nó xa xuống cái cây rồi. Có coi. Xa người trộn nhìn thấy xa luôn các bạn. Vì, bởi vì người ta thấy nhìn nhìn tới trên cổ hành tinh luôn, hành tinh cái đất người. Nó gì trời? Cái gì trời? Không biết luôn. Cảnh thấy gì anh Cảnh? Thấy à đó. Có chiếc xe bít của anh thấy gì không? Mỗi cái mặt nó mỗi là bởi vậy. Một mình á. Mỗi tôi á. Kẻ cho coi thôi. Kẻ bên đó xế cầm. Xế cầm kìa. Ủa sao hết giờ được? 2 phút á. Sao biết hết giờ? Một thẻ 2 phút rồi thôi, tối hù rồi thôi. Ai người nhắm mắt coi đi, có 2 mắt luôn mà. Xe đuôi luôn. Quán luôn chỉnh nó chùa bỗng với đâu tôi. Đây 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 đang đèn đỏ, đang đỏ nè. Còn có mấy giây nữa không? Nghe chỉ cho. Đồ nó hết giờ cho. Ờ bộ hạt nè. Ủa bộ hạt nè. Ờ bộ hạt nè. Ờ bộ hạt nè. Bộ hạt trên chỗ chùa đạo chứ đâu. Ờ ờ. Ủa sao mấy ông hay chùa đạo nóng nào vậy? Chùa chính gồng nè. Chùa chính gồng á. Bây giờ thấy gồng chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Đó. Đi ta. Ừ. Trả cho người ta đi ra hết coi đi. Chùa đi. Hoài. Được không? Ủa gì trời? Cái gói gì? Dạ. Hoài. Tao ngồi. Tao không coi cái gì vậy trời. Kìa không coi gì rồi kìa lắm. Kìa lắm. Tao coi cái vậy nè. Ba trời. Trăng ở nhà luôn rồi. Tao thấy con mắt của ông kìa. Đâu? Con mắt của anh nè. Đâu đâu mắt đâu. Ủa hết bia nè. Đâu vô. Ở đây. Để đâu. Rồi thấy gì rồi. Cái béo nói chuyện với gại nha. Quy á. Quy là gại nó nha các bạn. Thằng này chim. Hả? Có thấy gì không? Có coi đâu thấy. Nhưng mà đứng nè, nè, nhưng mà tôi nói ông nè, khỏi cần kiến đó, tôi dạo mãi biết bà kia gieo chuồng nữa, dạo gần nguyên cái sông rồi. Đây, đây. Ăn gì đâu anh? Ở dưới có thể ăn đó. Ok. Thôi mấy mình xuống dưới trước bỏ vé quẳng nữa. Thôi có thấy là thấy. Bỏ vé anh lại đi. Cho anh đi bộ vô. Không phải cho đi gì. Ở trên đây đâu, trên đây đâu có ai bán vé đâu. Mày bỏ vé cho anh lại đi. Đòi ở cho công chủ đó. Anh lấy đi riêng à? Ờ đi riêng mình đây. Đây cái bên kìa. Thấy không? Gì? Tính cho ông đi riêng kìa ông Cảnh á. Mày xối mày đặt nữa đổ. Cho tao đi riêng, tao cho phiếu ăn tăng mình lên hết. Đó ông Cảnh giữ vé kìa. Không tính là bỏ lại cho ông bảo vệ với một vé rồi họ đi xuống đưa cho anh đi riêng. Cùng. Nắm vé rồi. Lên đầu. Ở ngoài được phải không? Đó. Ở ngoài. Em về anh ơi. Em ơn anh. Em ơn anh. Anh em mày. Dính nào mày dính chữa thôi. Mày khùng hả mày? Không lẽ có tay nhỏ xuống. Tay ông là. Ủa cái tay tao bự cũng nói quà. Cái mấy giấy trời có một cái bọt vậy đó là dễ hả? Bà chưng rồi ha bà chưng. Bộ khùng hả mày? Về lên đây. Này chiến đấu kỳ diệu rồi. Ôi trời. Để giờ đó, đét vô. Phá cửa rồi đó. Get go. Hôm nay tôi sẽ thích đi cáp treo 6 ngày 6 đêm không ngủ nghỉ khi xuống tới dưới ăn xong rồi đi về. Get go. Get go. Ở từ sáng rồi. Ai bữa nay người ta lỗ luôn, mình đi người ta lỗ luôn. Có mình anh mình đi xuống à. Tiền điện không hết mẹ rồi. Mình đi đóng bọn. Mình vô tao đây có người ta đi 22 không à. Mình đi 8, 7, 7, 6. Cái phượng đẹp ra luôn. Đây là bạn kia, cái này cái phương khùng đâu mọi người. Cái này cái me này bạn, cái này cái me tay mày ăn cái lỏng hỏng cái gái rồi. Vẫn không. Em quá mạnh. Mấy cái chiếc xe như mô hình đi. Cái xe nhìn tới như mô hình. Cuộc chơi còn vui. Đi chưa kịp. Gió mát à. Mời. Cái bác cái gì đó tới đây cái nó ồn.
ù tay đấy mọi người. Ủa nãy mình đi qua đó. Quá trời đẹp luôn. Y gan mình đeo tay phone nhé. Quá trời đẹp luôn. Tại không có cây nè. Nhớ mình đi. Nên nãy em lên cảm giác mình nó khác kẹo ơi, kẹo ơi. Cảm giác khác rồi ha. Ừ. Không có lỗ kìa, có người ta đi kìa. Hello, hello ta kìa. Hello, ok. Đó đó. Đó, cái sân khấu ra nhà kìa. Buổi tối kìa. Kìa, hello. Không mới lên làm nội ơi. Đi làm. Lên làm. Đi làm đi cấp treo luôn á. Ghê trời, ghê. Đi làm ngày 300 nên cấp treo tiền triệu. Thiếu nợ làm vừa hết công trình thiếu nợ cấp treo luôn. Chị bà nó kìa, chị bà nó kìa. Chị bà chiếu xứ à. Ủa sao xuống nó kêu mà nãy lên nó kêu ta. Chó rồi. Mình nó mốt rồi. Nhớ, dạo này cái nhớ là mấy mình tuổi 14, 15 tuổi đó, đi xuống dưới đây chơi chụp hình mấy anh em đi chùa hang nữa. Đó có ông này nữa nè. Đi chùa hang làm gì có điện thoại để chụp hình. Nửa cầu, nửa hang, một đống luôn á. Ấp bầu không á. Ấp bầu không á. Ấp bầu xâm xâm luôn. Đó là nghe. Mà có cái thợ đi chơi có iPhone đâu. Đợi thợ chơi có iPhone. Ấp bầu không à. Làm gì sân ngồi dưới đó mình lại đi cưng. Ấp bầu 371. Ngoại á. Con kìa, con kìa. Trời ơi. Đúng lấy cái sân tôi đang nhìn. Nó lỡ vậy nè. Dì em mới tiền đô. Mình giả bộ hổng xuống rồi. Anh em mới tiền đô. Anh à, mình giả bộ hổng xuống rồi. Ờ, tốt thì kẹo gửi nữa. Còn xuống cái đầu trong với anh chị. Dì em mới tiền đô. Đây 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 em ăn gì nè, tôi đâu luôn rồi. Thì cái mình mua nha. Một phiếu như là mình được mà tí không có ăn gì mình ăn uống nước. Mời các bạn nha, ăn xong thì mình sẽ đi về các bạn ơi. Vậy là cũng trễ rồi. Cảm ơn mọi người nha. Đang nước tương. Ừ. Ở đây được vé ăn miễn phí nha mọi người. Đi cấp treo sẽ được một vé ăn miễn phí. Mời bạn nha. Giờ mình sẽ đi về các bạn ơi. Cảm ơn cả mọi người đã theo dõi video của em tụi mình nha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.